mà khi quả đến á thì e cho khó tránh, có nghĩa là chừng quả đến thì e cho khó tránh, có nghĩa là khi mà bình thường thì mình lo làm dữ làm ác, làm những điều phá giới rồi đủ thứ chuyện hết, sát sanh hại mạng rồi làm đủ thứ chuyện xấu, thì khi cái quả nó đến á thì không cách nào tránh khỏi. Giống như nãy thì Nghĩa có nói cho Phú nghe là Đức Thầy nói là luật nhân quả thật là cao diễn đó, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay đó, cứ bình chí của Ngài thông thả. Thì ở đây Đức Thầy nhấn mạnh cái chỗ là cái người ở thế gian này á, thường là người ta là say mê theo cái danh lợi tình ái, rồi cứ chạy theo nó mãi không có điểm dừng đó. Rồi thấy người ta làm việc tốt đẹp thì lại cũng không có quan tâm nữa. Cho nên khi cái quả báo đến rồi á thì không cách nào tránh khỏi được. Có nghĩa là dầu có Phật tiên thánh có thương mình cũng không có cứu vớt mình được. Tại vì cho mình không có gieo nhân thiện thì sao có quả lành được. À đúng không Ngọc Tâm? Bên Ngọc Tâm có câu nào tặng không? Cho nên thầy khuyên mình đó, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư đó. Mình ra cái sự tu tập thì mình phải tu tập từ từ giai đoạn dài chứ không phải là một ngày một bữa mà nó đạt được cái hiệu quả cho Phú. Tại vì nhiều khi người ta đang sống vậy ta không có lo tinh thần đạo đức sao có màng tới vậy đó. Cho nên có chỗ thầy đã biết là cái câu gì lời lành mắt lấp tay ngơ đó, đua theo vật chất hẩn hờ đàn tiên. Ra lúc nào không có quan tâm tới đạo đức hết trơn, tới mọi khi tới bệnh hoạn tất nhiên là đau ốm gì đó, rất lo mới giái nguyện rất là ai cứu đâu. Giống chừng đau niệm Phật lăng xăng đó, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian đó. Đúng rồi. Mình lo làm ác không à, mình không lo tu tập, mình lo không có lo rèn luyện cái trước cái đức tin mình đó. Tới chừng đau cái mình niệm Phật thì Phật đâu cứu kịp. Giống như là cái câu là lúc khổ ải cầu trời khẩn Phật, thoát nạn rồi lật đổ ly hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng nhân duyên Châu Phú và sư huynh Ngọc Tâm Tầm Chân Lý được tao ngộ với bác Tư Nông Dân và sư huynh Thiện Nghĩa. Dạ. Thì Châu Phú cũng có một vài câu hỏi mà muốn nhờ bác Tư Nông Dân và sư huynh Thiện Nghĩa và sư huynh Ngọc Tâm có thể giải đáp cho Châu Phú quý vị. Nên Châu Phú xin phép đọc hai cái câu đó ra. Con nhờ bác Tư và hai sư huynh giải giùm con nha. Dạ dạ mô Phật. Thì kính thưa quý vị, có hai câu mà Châu Phú đang thắc mắc là việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh đó. Sư huynh, hai câu đó là việc tu thân thiện tính hẳn hờ là sao sư huynh, mà đến chừng quả đến e cho khó tránh. Hay quá. Mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên thì Nghĩa xin cảm ơn Châu Phú đã hỏi hai câu rất là hay. Thì đây là hai câu mà Đức Thầy khuyên là việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Có nghĩa là Đức Thầy muốn khuyên chúng ta phải lo tu gấp gấp, chứ không để mà tới chuyện rồi chúng ta mới tu thì không có kịp. Có nghĩa là việc tu thân thì bình thường thì thiện tính bá gia bá tánh rất là hẳn hờ, không có quan tâm, không có coi trọng, không có quý trọng tam bảo, không có hướng về Phật Pháp Tăng. Bình thường thì mình hẳn hờ, mình xem thường lắm. Mình xem thấy người ta tu hành làm phước bố thí mình xem thường lắm. Mình thấy người ta làm giống như là mình đứng dòm chơi thôi, mình không có tha thiết, không có hướng thiện. Thì mình hẳn hờ có nghĩa là mình xem thường, mình dửng dưng, mình không có tập trung, mình không có lắng lòng để chiêm nghiệm xem coi người ta làm việc đó có ích lợi gì cho nhân sinh xã hội hay không, hay là việc tu đó có ích lợi gì cho đời mình, và việc sát hại có hại gì cho chúng sinh và cái quả báo như thế nào. Có nghĩa là bình thường thì người ta không có quan trọng lắm, ta hẳn hờ. Mà Đức Thầy dùng từ hẳn hờ ở đây tất nhiên là cái người đó lơ là lắm, không có quan trọng, giống như là không có chú tâm đến cái việc làm tốt đẹp của đời. Mà khi quả đến á thì e cho khó tránh, có nghĩa là chừng quả đến thì e cho khó tránh, có nghĩa là khi mà bình thường thì mình lo làm dữ làm ác, làm những điều phá giới rồi đủ thứ chuyện hết, sát sanh hại mạng rồi làm đủ thứ chuyện xấu, thì khi cái quả nó đến á
thì không cách nào tránh khỏi. Giống như nãy thì Nghĩa có nói Châu Phú nghe là Đức Thầy nói là luật nhân quả thật là cao diễn đó, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay đó, cứ bình chí có ngày thông thả. Thì ở đây Đức Thầy nhấn mạnh cái chỗ là cái người thế gian này thường là người ta là say mê theo cái danh lợi tình ái, rồi cứ chạy theo nó mãi không có điểm dừng đó. Rồi thấy người ta làm việc tốt đẹp thì lại cũng không có quan tâm nữa. Cho nên khi cái quả báo đến rồi á thì không cách nào tránh khỏi được. Có nghĩa là dầu có Phật tiên thánh có thương mình cũng không có cứu vớt mình được. Tại vì cho mình không có gieo nhân thiện thì sao có quả lành được. À đúng không Ngọc Tâm? Ngọc Tâm có câu nào tặng không? Cho nên thầy khuyên mình nó khuyên người ghen sớm thì xài lâu hư đó. Ra cái sự tu tập thì mình phải tu tập từ từ giai đoạn dài chứ không phải là một ngày một bữa mà nó đạt được cái hiệu quả rồi cho vốn. Tại vì người khi người ta đang sống vậy ta không có lo tinh thần đạo đức sao có màng tới vậy đó. Cho nên có chỗ thầy đã biết là cái câu gì lời lành mắt lấp tay ngơ đó, đua theo vật chất hẩn hờ đàn tiên. Ra lúc nào không có quan tâm tới đạo đức hết trơn, tới mọi khi tới bệnh hoạn tất nhiên là đau ốm gì đó rất lo mới giái nguyện rất là ai cứu đâu. Giống đừng đau niệm Phật lăng xăng đó, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian đó. Đúng rồi. Mình lo làm ác không à, mình không lo tu tập, mình lo không có lo rèn luyện cái trước cái đức tin mình đó. Tới chừng đau cái mình niệm Phật thì Phật đâu cứu kịp. Giống như là cái câu là lúc khổ ải cầu trời khẩn Phật, thoát nạn rồi lật đổ ly hương. câu này mới nghe mới nghe đây Đức Thầy nói cái quả đến rồi thì chúng sanh mới thấy. Chừng đau á niệm Phật lăng xăng thì Phật đâu chứng cứu kịp lòng người ác gian. Có nghĩa là mình bình thường mình không có tu, mình không có gieo trồng cái nhân thiện thì cái quả lành nó làm gì có được. Cho nên lúc mà cái quả đắng nó trổ ra thì không có ai cứu được hết. Dạ thì bởi vậy đó là chừng quả đến đó, quả nó đến rồi đó. Chừng quả đến cho khó tránh là chỗ đó, khó mà tránh được. Hay là tới ngày thường thì không có quan tâm tới niệm Phật gì hết trơn, tới bảo tố đồ số cái niệm Phật cấm nguyên một cái nấm nhang gì mới vậy đó thì lúc khổ nạn cầu trời khẩn Phật đó. Tại vì cái câu đó là Châu Phú lấy ngoài đời nghe quý vị. Với trong kinh sách thì chưa nghe phải không chú anh? Nhưng cũng hay. Ví dụ giờ nè Châu Phú thấy cái việc mà chết chóc ở Ấn Độ nè, Covid nó diễn ra toàn cầu nè, là do đâu? Do người ta bình thường hàng ngày cứ sát giết, mạnh tay sát giết với nhau thê thảm luôn. Quý vị chứng kiến hàng ngày quý vị mới thấy thê thảm, mấy cái lò sát xanh đi quý vị sẽ thấy nhậu nhẹt bê tha giết chóc một cách không ngướm tay. Cái sự mà kêu gào của cái chúng sinh thấu tận trời xanh mà mình đâu có biết được. Bởi vì cái tiếng kêu của nó đó bình thường mình không có nghe được, mình không biết là cái nỗi khổ nỗi đau nó như thế nào. Mà khi quý vị giết càng ngày càng nhiều chồng lên đó, thì khi mà nó trổ ra rồi đó thì nó quật ngược lên mình thì mình tránh không có được, tại lúc đó nó đủ lực mạnh rồi. Bây giờ mình còn phước, mình còn mạnh tay mình hơn nó, mình giết nó, mình tàn sát nó thì nó chưa đủ cái lực để nó chống trả mình. Nhưng mà khi đến một cái giai đoạn nào đó thì cái quả nó đến rồi, khi mà nó trổ thành hình rồi đó thì là nó quật lên mình một rất là không thể nào mà mình tránh khỏi. Bây giờ là kế tiếp đây là Châu Phú sẽ nhờ bác Tư nha. Bác Tư nãy giờ là bác Tư là thường bác Tư nông dân mà tu theo kiểu nông dân là cũng có ý kiến sâu xa lắm á nha. Hay sao quên nó nãy giờ Tư chứ mà con hay lắm. Tư vui mà ông nói hay lắm. Tư chia sẻ đi Phương. Quyền tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến cho khó tránh là bác Tư. Mình bây giờ là phải nói hai cái chữ nông dân thì nó thật là chất phát. Mà vốn của ông nông dân hơi nhiêu quý vị móc túi hết rồi còn đâu nữa ấy. Hai câu này thì nó gói ghém mà nó có phân tách thì nó có vậy là phải rồi, hết ý rồi. Tạo cái nhân là không có lành thì tới chừng đó làm sao có quả lành được. Vậy thôi, Đức Thầy ông cũng than mà. Cái này là ông than đó. Ông than cũng như cái câu mà ông nói là bình thời Phật thánh không ai tưởng, hữu sự réo mời khổ dữ a. Coi như bình thường thì không có niệm chữ nào trơn mà cũng không làm lành.
Thì bây giờ là không làm lành thì tất nhiên là làm dữ, mà làm dữ thì cái nghiệp nó đã tới. Nên là bây giờ cái quả nó đã đến rồi thì tới chừng đó thì làm sao mà cản nó được, nhưng dừng nó được. Cái đó là Phật bắt cứu vậy ta ác ha. Bởi vì là vô phương. Thì Đức Thầy ông than, cũng như ông dạy mà có những người ta lời lành mắt lấp tai ngơ đó, đu theo vật chất khẩn ngờ đằng tiên, rồi hố sâu, tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Thì cái đoạn này là Đức Thầy ông than lên. Thì cái ý, cái lòng từ bi của những cái vị chư Phật mà người ta dùng mọi phương tiện, mọi văn từ, mọi lời là để thúc giục cho nhân sanh. Thì mình đóng góp nhiều đó, như đây mình bàn luận cũng hết ý hai câu này rồi. Dạ. Ừ. Tính không được. Bổ sung thêm nữa huynh là câu Đức Thầy thấy vậy mới khuyên mình là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ đó. Vừa chừng đối đầu khó đây. Kiếm điên khùng. Câu này, huynh. Dạ, vừa tháng mà lại là vừa thúc. Thúc nữa ha. Nghĩa là mình tu chuông linh dục thúc bên tay đó ha. Dạ. Hết thương. Dạ. Vậy là mình phải tu gấp gấp phải sư huynh ha. Dạ. Không thôi trễ á. Tu mới được. Ừ. Phải vậy. Ừ. Là khổ đà đi đến như tên này, ráng lo tu niệm tìm nền vinh qua mới được. Ai cũng có một câu trên Châu Phú chưa có quý vị. Mấy câu nãy rồi. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng độ cho, phải không ta? Đúng rồi. Lâu lâu cũng thuộc được câu cũng không có chặt chính tả hả? Đúng rồi. Rồi. Thì cái chuyện mà Châu Phú hỏi hai câu đó tóm lại là việc tu thân thiện tính hẳn hờ hả? Dạ. Chừng quả đến e cho khó tránh. Thì bây giờ quý vị thấy nói tóm lại là bây giờ quý vị thấy cái dịch bệnh xảy ra cũng là cái quả đó quý vị. Thảm quả luôn chứ không phải là quả nữa. Tại vì quý vị thấy một ngày mà chết bao nhiêu ngàn người thì đó là thảm quả rồi. Quả đến thì còn nữa không đến. Chừng quả đến e cho khó tránh. Giờ tránh có kịp đâu. Bây giờ mình tránh cũng không được nữa. Bởi vì nó vi trùng này nó đục phổi tim mình. Mình trong không khí này mình không biết đâu tránh nữa. Tại vì cái đó thật ra là do nghiệp, do mình đã tạo sát giết nhiều quá, rồi nó đến, quả nó đến. Mà Đức Thầy cảnh tỉnh mình đó là phải tu cho gấp, phải chỉnh sửa, phải biết lực nhân quả, để mình gấp gấp mình dừng lại, để mình tiến về con đường Phật Pháp, về tâm linh thì mới e tránh được cái quả đó. Chứ bây giờ mình cứ sát giết hoài thì cái quả nó đến hoài, chứ bao giờ nó chấm dứt. Không bao giờ chấm dứt. Nếu mà chúng sinh cứ sát giết, cứ tàn sát, cứ chiến tranh đẫm máu hoài thì cái quả nó cứ lưng phiên, nó trả vai trả mãi mãi, nó không bao giờ có ngày chấm dứt. Cho nên là Đức Thầy mới khuyên mình là gấp gấp lo tu, mau mau kiếp kiếp chuyên cần đó, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, có nghĩa là phải nhanh nhanh lên, chứ mình đừng có mạnh tay hiếp yếu nữa. Chúng sanh còn có lập thân buổi này. Cho nên là mình phải là tinh tấn lên, phải dũng mãnh lên, và phải quán chiếu được cái nào mà có cái nhân cái quả rõ ràng thì gieo nhân lành thì hưởng quả lành, mà gieo nhân xấu thì cái quả xấu sẽ đến với mình. Nhất là quý vị thấy cái sự chết chóc trong Covid này nó diễn ra từ Ấn Độ và các nước, nó không từ nước nào hết, kể cả nước Mỹ là nước văn minh nhất nó cũng không từ luôn, mà nó chết còn nhiều hơn nữa đó quý vị thấy không, đâu có tránh khỏi đâu, nó văn minh cỡ nào mà cái lực nhân quả này nó cũng không tha ai hết. Vua ông tướng gì cũng phải thua. Dạ. Bởi vì nghe cái câu mà mình nói Quỳnh Dịch hôm gầy mà mới nhớ cái câu này mình ngọc tâm mới ấn nè. Đức Thầy nói là lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Đó thảm họa đó. Thảm họa sắp tràn lan hết trơn chứ không phải là một chỗ đâu phải nó không toàn quá. Ở chỗ Đức Thầy cũng nói đó, thảm họa sắp tràn lan phải không Đức Thầy? Ta đây chỗ. Đi không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Đúng rồi. Nó chẳng những là bệnh dịch mà còn phải chiến tranh nữa. Do cái quả của chúng sanh không đó. Chứ đâu phải ở đâu ai, không có Phật trời nào mà ông đem cái lành gì giữ lại cho chúng sanh mình, tự chúng sanh mình tạo. Mình tạo. Bởi vì Đức Thầy ông mới nói là ngày giờ nào mà chúng sanh diệt được cái lòng tham muốn của mình thì ngày giờ ấy sẽ là bớt đi một phần lớn của sự khổ. Đó, nước này xâm lấn nước kia, còn vua thì quan dân thì là không có chung với là đất nước, rồi là nhóm này tranh với nhóm nọ, cả một cái xã hội nó toàn là lòng tham. Vì lòng tham không gây lên chiến tranh cướp bóc tàn bạo. Dạ. Chúng sanh mình gây nhân không à?
là hướng quá vậy. Chứ không có. Mà mình cũng có một câu á, sư huynh mình cũng phải nhấn mạnh, Đức Thầy kêu tu gấp gấp đó, nhưng mà cũng không phải là khuyên kêu người ta tu siết, là Đức Thầy kêu những người chưa tu á, tu quay đầu hướng thiện, tu gấp thôi. Chứ mà tu gấp mà theo ý nghĩa mà nhiều bà con hiểu á, sợ quá tu gấp, tu hành trì quá độ, ép sát quá, sát chết sao tu. Ép sát là khác ạ. Tu gấp là khác mà ép sát là khác ạ. Hai cái hoàn toàn khác. Thì hoàn toàn khác, mình phải tu liền. Tu gấp là gì? Tu gấp có nghĩa là mình phải diệt tham, sân, si, phiền, não. Mình phải hạn chế lại bớt mọi việc. Sát giết tất cả các thứ là mình sát giết, mình hạn chế bớt. Mọi thứ gấp lên. Chứ không có chờ mai, chờ mốt, bữa kia gì nữa. Thì đó mới gọi là gấp. Còn cái việc ép sát là lại khác nữa. Bởi vậy nhiều khi nhầm người ta sợ á, ta ép, ta cứ ép mình vô tu. Cái đó là vô pháp tu rồi. Vô cho, pháp cho nó giữ thì đâu có đúng với đúng cái lời của Đức Thầy ha sư huynh. Đúng rồi. Đúng với chân lý luôn. Bởi vậy. Bởi vì Đức Phật dạy là tu đường trung đạo mà, cho nên cái đó là vô pháp môn tu rồi. Còn cái việc Đức Thầy kêu tu gấp có nghĩa là ở đây là mình phải dừng lại. Nghĩa là xưa nay mình sát giết nhiều quá, mình làm ác nhiều quá, mình tham dục nhiều quá, mình đủ thứ cái sân si nhiều quá, thì mình phải dừng lại. Gấp là chỗ đó, chứ không đợi ngày mai, nói hẹn mai hẹn mốt, đợi tôi giàu tôi mới làm phước, hay là đợi lúc đó tôi yên ổn gia thất con cái rồi tôi tu. Tất cả cái đó là giống như Đức Thầy nói, muốn tu còn đợi chiều mai đó, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Có nghĩa là mình tu gấp là ở chỗ đó. Dừng lại. Giống như nào giờ là mình có nhiều cái tham muốn thế gian nhiều quá, mà giờ mình thấy cái sự tu của Thầy dạy á rất là tốt đẹp cho bản thân mình, cho đời, và ích lợi cho cái tương lai, cho cái huệ mạng của mình trên bước đường giải thoát. Cho nên mình phải dừng lại, phải tập dừng buông bỏ lại những cái tánh ác, tánh xấu trong lòng của mình, và tập hành thiện nữa, thì đó mới gọi là cái gấp. Dạ. Rồi, cảm ơn sư huynh nhiều nha, cảm ơn bác Tư rất nhiều, cảm ơn sư huynh Ngọc Tâm nha. Thì vâng, kính thưa quý vị, video cũng đã dài ha sư huynh. Anh em của Châu Phú và bác Tư cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và cũng không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Xin chào.